chiến thắng vất vả trước đội tuyển Áo và cứu Italy thế nào. Italy trải qua 2 phút chết lặng trước khi va xác định Marco Anau to việt vị, không công nhận bàn thắng cho Áo ở vòng mùng 1 tháng 8 Euro tối 26 6 phút 64. Trong một tình huống không chiến khi tỷ số đang là 0 đến 0, David Alaba bật cao hơn Di Lorenzo đánh đầu đưa bóng chết ra phải cho Marco Anau to di chuyển về phía cột xa để đánh đầu. Thủ môn Italy, Gianluigi Donnarumma đã bị khuất phục trong tình huống này trọng tài chính Anthony Taylor thoạt đầu công nhận bàn thắng cho Áo. Điều đó đồng nghĩa với việc Italy sẽ bị thủng lưới sau 18 giờ 39 phút, nhưng và can thiệp vì nghi ngờ trung phong Áo đã việt vị. Kết quả phân tích video sau đó cho thấy Anauto đã việt vị một bước chân trước khi thoát xuống nhận đường truyền bổng của Alaba. Tuy nhiên, các trọng tài va phải mất hơn 2 phút để xem xét lại tình huống, rồi thông báo lên màn hình chính sân Wembley để trọng tài Taylor rút lại quyết định công nhận bàn thắng. Đó là hơn 2 phút rất dài và căng thẳng của Italy cùng các cổ động viên của họ. Trước đó, Italy gặp nhiều khó khăn trước thứ bóng đá khó chịu của đối phương, ao đá với đội hình thấp, vây giáp, bắt người rất chặt, không cho Italy có khoảng trống để chơi thứ bóng đá tấn công giàu tốc độ như ở vòng bảng. Italy vẫn tạo ra một số cơ hội, nhưng không đủ sắc sảo lẫn may mắn để có thể tạo đột biến trong hiệp 1 cơ hội tốt nhất của họ trước khi được va cứu là cú sút xa dội cột dọc của trung phong Shinzo Immobile ở phút 32 huấn luyện viên Mancini nhiều lần thể hiện sự tức tối với cách chơi thiếu sức sống của các tuyển thủ Italy trong khoảng giữa hiệp. 2. Sau tình huống va từ chối bàn thắng của Áo, ông liền tung hai tiền vệ Locatelli và Pessina vào làm mới tuyến giữa, rồi đưa tiếp cặp Chiesa, Belotti vào để làm mới hàng công. Đột biến chỉ đến với Italy ở hiệp phụ thứ nhất, khi Chiesa, sau hai nhịp không chế loại một cầu thủ Áo sút quyết đoán từ góc hẹp, mở tỷ số ở phút 95 tới phút 115. Pesina vẫn với một cú ra chân quyết đoán ở góc hẹp, nhưng từ phía đối diện, đánh bại thủ môn áo man nâng tỷ số lên 2, không cho Italy. Mancini như được giải tỏa, trong khi đồng nghiệp Ferran Coforza như chết lặng cách đó vài mét. Cách biệt hay, không đủ an toàn cho Italy, giúp họ chơi nhàn hơn và giữ được thắng lợi. Dù áo tấn công dồn dập rồi rút ngắn tỷ số số 1, hai trong hiệp phụ còn lại. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2 một cho italy cùng sự phấn khích tột độ của các cầu thủ áo thiên thanh italy đã trải qua trận đấu khó khăn nhất của họ từ đầu giải nhưng cuộc phiêu lưu phía trước hứa hẹn còn khó khăn hơn khi đối thủ của thầy trò mancini ở tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp bỉ bồ đào nha